Chào các bạn. Hôm nay mình đang ở một cái nhà yến này các bạn. Đây các bạn xem yến nè. Yến quá trời luôn. Thì mình quay về cái mục đích lên nhà yến như thế nào và cái hướng dẫn về làm cái ô nuôi ruồi nến đen để nó ra, nó thu kén đen tự động cho yến ăn như thế nào, các bạn đón xem video clip nha. Đây là cái khuôn viên mà ở dưới đây nè, là sẽ là cái khu nuôi anh Tần Dụng để nuôi con sâu canxi và anh lấy kén để anh nuôi yến. Và ngoài đây là một cái khuôn viên rất là dễ thương, là để trồng các loại rau anh Tần Dụng, cái sâu phân sâu canxi để trồng rau luôn. Trên là nhà yến, là nhà mình ở dưới. Không có ồn lắm nhưng các bạn, nó có tiếng nó nhẹ nhẹ như tiếng chim hót thôi. Bây giờ thì mình tưởng là ở thì nó sẽ rất là ồn. Nhà yến là đã được 2 năm rồi và nó rộng 300 m². Đây là cái khuôn viên nhà đây. Ở dưới thì mình ở và ở trên là 2 tầng là mình làm nhà yến. Rồi, có camera. Anh quay cái camera cho em xem được anh. Đây các bạn xem cái camera. Đúng rồi, có camera mà nhìn nó rõ hơn ha. Mình quản lý hết luôn anh hả? Mình quản lý trong cái này. Dạ. Đây camera quản lý quan sát yến. Đây là cái trang trại nhỏ của anh Trung. Anh chuyên nuôi yến. Ở trên đây thì nuôi bồ câu nè. Ở dưới thì nuôi gà. Ủa anh nuôi sâu trong đây hả? Đi vô con. Đó, trên nuôi bồ câu. Thương quá ha. Đây, nuôi gà, trên này những cái ổ chim bồ câu. Rồi. Đây nuôi sâu. Nó hơi khô đó anh. Nó hơi khô. Kiểu đáy bột thêm luôn. Dạ, anh rưới lên cho nó khô quá luôn á. Thì nó nhiều á. Nó nở rất là nhiều mà nó khô quá. Đây mới đó. Trong kia anh thu hoạch rất là cực nha. Anh chui vô cực lắm. Nhưng mà anh làm thoáng nghe thì nó dễ hơn. Dạ, nó tận dụng ở dưới. Dạ, mình tận dụng. Cái này là bữa trước anh mua dưới kia này. Mà chắc cái vỏ còn. Dạ. Đây các bạn. Mình quay cho các bạn, đây là cái trại của anh Trung. Anh bỏ giày qua nó lên không được. Thì anh nuôi yến, anh nuôi được mấy năm rồi anh? 2 năm. Hơn 2 năm rồi. Đây nhà yến được 300 m². Thì các bạn sẽ xây như thế này nè. Xây 4 mặt. Xây 4 mặt vác lên. Và ở xung quanh là có máng khô thì nó sẽ tự động nó bò ra. Và mình nuôi nó hơi, độ ẩm nó hơi cao một xíu là cỡ 60%. Anh hút mấy con này nè. Anh bỏ vô trong nè anh. Đó. Hút mấy con sâu bỏ vô, nó khô quá nó bò anh. Các bạn sẽ quan xem nha. Cái này nó giống như cái máng thu kiến đen của mình vậy đó. Mình cứ cho nó ăn, nó ướt vô trong, mình cho nó ăn liên tục là tự động những cái con đen mà nó lớn rồi nó sẽ tự động nó bò ra. Thì anh cho mình có mua kén yến, nhưng mà bên mình tư vấn là để cho nó được nuôi lâu dài và cái kinh tế. Thì các nhà yến là đang xây một cái máng nhỏ nhỏ như thế này thôi, cỡ 2 m² hả anh hả? 2 m² thì để mình nuôi yến, nuôi đem để mình lấy kén cho yến ăn thì cái hiệu quả kinh tế nó cao hơn. Đây là cái thùng để đựng kén yến này các bạn. Thiếu kén nên là mình đổ vô. Rồi bắt đầu chuẩn bị đem lên trên nhà yến. Rồi bây giờ mình đi lên nhà yến nha các bạn. Đây là anh ở dưới anh ở. Ở trên thì trên đây giờ mình trèo lên vô ô đây. Là mình lên trên nhà yến. Đi cẩn thận nha con. Đi lên đi. Để lên lọt té vô mẹ nữa. Rồi.
trong ba mình đi theo hết để bạn ấy có những cái trải nghiệm thú vị. Đây là lần đầu tiên mình lên một cái nhảy nhất. Dạ. Cái cầu thang này nó dốc lắm, những thằng đứng đi. Thank you.
Nhà chim yến ở bên ngoài đây các bạn, ở dưới là mình ở nè. Nó nhà cái âm thanh đó nó cũng không có ồn lắm nha các bạn, nó y như tiếng chim hót bình thường mà ở trong nhà mình nghe bình thường thôi. Và các bạn mùa này á, là mùa chim con thì chim nó thường nó quanh quẩn ở nhà. Và anh hát của mình là anh Trung á, thì anh ấy ảnh nuôi rồi để anh cho yến nó ăn. Thì cái mùa lạnh vừa rồi á, là anh không biết là về cái nguồn thức ăn của con yến thì chim non nó chết được 70%, thì có một ít. Thì bây giờ thì nó đã có cái nguồn thức ăn rồi á, thì anh nuôi ổn định luôn, anh cho yến ăn. Thì như các bạn thấy á, thì các bạn thấy yến ở đây nè, như các bạn thấy á, thì yến là một cái con vật nó rất là giá trị cao. Mình một ký yến thì mình có hỏi anh thì anh nói là bán là được là 20 triệu một ký. Và những cái 2 năm đầu thì nó chưa có nhiều đâu, có 3 tháng là mình thu một lần. Nhưng mà từ cái năm thứ 4 đến năm hoặc thứ 5 thứ 6 trở đi á, thì cái yến là nó nhân đàn lên, là nó ở, những chim mẹ nó ở đâu thì nó ở yên ở đó. Và nó ở thì bắt đầu là nó nhân đàn lên, nó rất là nhiều, có khi một đợt thu cũng 9-10 kg lận. Thì cái giá trị ví dụ mình cho 10 kg đi, 10 kg yến mà nhân cho 20 triệu một cái yến thì cũng đã là được là 200 triệu cho một đợt thu rồi. Thì với cái giá trị kinh tế cao như vậy á, thì tại sao chúng ta lại không cung cấp cái nguồn thức ăn để cho yến ăn? Bởi vì khi mà chúng ta nuôi con gà, con vịt, con heo hay con cá, cái giá trị nó thấp hơn á, mà mình còn đầu tư nguồn thức ăn mình để mình cho nó ăn được. Thì cái con yến này nè, nếu như mà mình có một cái thay đổi, một cái thói quen là hồi xưa giờ cứ nghĩ là yến nó tự nó đi tìm thức ăn để nó ăn. Thì bây giờ á, là cái lý do mà các nhà chim yến người ta thường nuôi ruồi nến đen là bởi vì là như cái trại của mình vậy, là ngày xưa á, là những cái trại ruồi nến đen á, là nó sổng ruồi ra trại mình, rồi sổng ruồi ra là yến bay quá trời. Thì lúc đó là mới nghĩ đến chuyện là nuôi ruồi để cho yến ăn. Thì bây giờ là nghe các bạn thấy là đây là chỉ một cái nhà yến khách hàng của mình ở Pleiku thôi. Ở Pleiku rất là nhiều nhà yến, bây giờ người ta đã biết và người ta áp dụng rất là nhiều để người ta nuôi yến, nuôi ruồi cho yến ăn, để đem lại một cái hiệu quả kinh tế rất là cao. Thì một anh khách của mình á, ở Bạc Liêu, thì anh ấy đã nuôi, anh có 5 cái nhà yến mà nuôi rất là nhiều năm rồi. Thì khi mà anh áp dụng nuôi cái con ruồi nến đen này cho yến ăn á, thì anh ấy, anh có nói với lại mình một cái hiệu quả như thế này. Bình thường á, là anh nói là yến nhảnh á, là 100g thì là được khoảng là 10 đến 12 tổ yến mới được 100g. Mà bây giờ á, thì các bạn biết không, khi mà yến nó ăn được đầy đủ cái dưỡng chất dinh dưỡng á, nó kiếm ăn mỗi ngày mình cung cấp ăn là đầy, thì cái tổ yến nó sẽ dày hơn. Và hiện tại bây giờ thì ảnh thu hoạch là có 6 đến 8 tổ là được 100g. Và cái tỷ lệ chim non, hạn chế chim non chết rất là nhiều, bởi vì là chim non nó đến lúc mà nó bay ra ngoài nó ăn á, nó chim mẹ nó đẻ chim non ra, thì cái mùa nó xuống mùa lạnh thì là nó có sẵn thức ăn ở trong nhà lượng luôn, thì nó cứ thế nó bắt mồi nó cho chim non ăn luôn, thì sẽ hạn chế được chết tình trạng chim non. Và ở đâu cũng vậy các bạn, đất lành thì chim đậu, ở đâu mà có nguồn ăn nhiều thì chim nó sẽ dụ về nhiều và nó ổn định được cái lượng chim của mình. Thì đây là một cái mô hình mình thấy nó rất là hay nè, đó là nó rất là hay. Các bạn có thể tìm hiểu thêm. Và trong video clip của mình thì có hướng dẫn về cái kỹ thuật nuôi luôn.
mình có hướng dẫn kỹ thuật nuôi để cho các bạn có được một cái hiệu quả kinh tế, để nó tiết kiệm cái chi phí cho mình, thay vì là mình cứ đi mình đi mua, thì mình thay vì mình mua như vậy thì mình nuôi luôn để mình cho nó ăn, mình chỉ cần nhập giống thôi, nó sẽ kinh tế, cái hiệu quả kinh tế nó sẽ cao hơn rất là nhiều. Và chúc các bạn có được những cái nhà chim bội mùa thu và chim về rất là nhiều. Rồi, xin chào các bạn.